Đây là các loại trục đôi thần kỳ. Loại thứ nhất này là loại trục đôi thần kỳ bé, mình có thể tháo lắp ra được nhé các bạn nhé. Mình tháo lắp ra như này. Khi mà mình lắp vào thì cái độ dài của nó khoảng 40 cm, và cái trục đôi thần kỳ bé này nó nặng độ khoảng 0,5 kg đó. Và cái loại bé này mình có thể tháo lắp ra được thì nó rút ngắn cái độ dài, và mình có thể cho vào trong túi mình xách đi thì nó thuận tiện hơn là cái loại to. Đấy. Đấy. Gấp vào nhỏ gọn như này. Đấy. Còn cái loại to này thì sao? Loại to này thì mình không tháo được. Nó dài như này. Nó nặng khoảng 45 cm và nặng khoảng 0,8 kg. Thì cả hai cái loại này ấy, nó đều có những gai đều như này. Đấy. Thì khi mình tác động, mình cầm hai đầu này, mình lăn trên vùng bụng và vùng lưng ấy, thì nó có tác dụng là làm da mồ hôi nhanh, làm giảm đau lưng rất là tốt. Mình để cho bệnh nhân nằm xuống để mình lăn trên lưng, làm cho nó phẳng lưng và chữa gù lưng tốt, làm thẳng cột sống rất là tốt, chữa đau thần kinh tọa, đau thoát vị đệ đệm, rồi đau thần kinh hông to. Rồi tác dụng của nó là giúp máu huyết lưu thông, điều hòa khí huyết và làm giảm béo eo thon rất là tốt. Thì cái này mình sẽ có những cái video hướng dẫn cho các học viên là tập những cái bài này. Thì các bạn đơn giản là các bạn chỉ lăn cái này trên vùng bụng và lưng thôi. Mình tập mà mỗi một cái dụng cụ này mình tập được khoảng 30 phút, một ngày 3 lần như vậy. Ngoài ra mình cũng có thể để xuống dưới xong mình lăn chân, mình lăn trên đùi, lăn trên mông mình. Nó rất là làm săn chắc cơ thể rất là nhanh và làm ra mồ hôi nhanh. Tóm lại thì đây là một dụng cụ làm giảm béo rất là tốt. Dùng cái trục đôi thần kỳ to này, các bạn lăn dọc trong lưng như thế này. Đấy, các bạn lăn tận đến cổ vai gáy các bạn nhé. Và các bạn có thể lăn tận xuống mông đùi, đấy, xuống bắp chân. Đấy. Mình sẽ cho bệnh nhân nằm ra rồi mình lăn đều như này. Đấy, để chữa những cái bệnh liên quan đến lưng, đau lưng. Và mình lăn vùng bụng này để chữa giảm kích thích tiêu hóa và làm giảm vào bụng này. Đó là cái cây lăn trục đôi thần kỳ.